Anh chị em thân mến, hôm nay tôi muốn tập trung vào sự thật sâu xa rằng với tư cách là tín hữu, chúng ta tham dự vào đời sống sung mãn mà Chúa gieo ban cho qua đời sống bí tích của chúng ta trong giáo hội. Qua các bí tích, chúng ta gặp được sự hiện diện có sức biến đổi của Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bằng ân sủng của Ngài, kéo chúng ta đến gần cuộc sống viên mãn mà Ngài mong muốn cho chúng ta. Các bí tích là những dấu hiệu hữu hình do chính Chúa Kitô thiết lập để thông truyền ân sủng của Người cho chúng ta. Trong giáo hội Công giáo, chúng ta công nhận 7 bí tích: rửa tội, thêm sức, thánh thể, hòa giải, sức dầu bệnh nhân, truyền chức thánh và hôn nhân. Mỗi bí tích có một ý nghĩa riêng, nhưng tất cả đều có chung một mục đích: kết hợp chúng ta với Chúa Kitô, nuôi dưỡng linh hồn chúng ta và ban sức mạnh để chúng ta sống một cuộc đời thánh thiện. Trước hết, qua bí tích thánh tẩy, chúng ta được khai tâm bước vào sự sống của Chúa Kitô và trở thành chi thể của nhiệm thể Người là giáo hội. Trong bí tích này, tội lỗi của chúng ta được rửa sạch và chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, tràn đầy ân sủng của Ngài. Bí tích rửa tội đánh dấu sự khởi đầu của hành trình bí tích của chúng ta và mở ra cánh cửa để chúng ta tham gia trọn vẹn vào cuộc sống sung mãn mà Chúa gieo ban tặng. Trong bí tích thêm sức, chúng ta nhận được sự tuôn đổ của Chúa Thánh Thần, Đấng củng cố chúng ta và trang bị cho chúng ta những ơn thiêng liêng để làm chứng cho đức tin của chúng ta. Chính nhờ bí tích thêm sức mà chúng ta được đóng ấn tín bằng Chúa Thánh Thần, làm sâu sắc thêm sự kết hợp của chúng ta với Chúa Kitô và ban sức mạnh để chúng ta mạnh dạn thực hiện ơn gọi Kitô hữu của mình trên thế giới. Bí tích thánh thể thường được gọi là nguồn gốc và đỉnh cao của đời sống Kitô hữu của chúng ta, giữ một vị trí trung tâm trong hành trình bí tích của chúng ta. Trong bí tích này, bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa Kitô, và chúng ta được dự phần vào tình yêu hiến tế của Người. Qua bí tích thánh thể, chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Chúa Kitô, cảm nghiệm được sự kết hợp sâu xa với Ngài và với nhau như thân thể của Chúa Kitô. Bí tích hòa giải cho chúng ta cơ hội gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa và cảm nghiệm sự chữa lành tinh thần. Nhờ được xá tội, chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và giáo hội, và linh hồn chúng ta được phục hồi trong tình trạng ân sủng. Bí tích này cho phép chúng ta liên tục tham dự vào sự sống sung mãn của Chúa Kitô, lãnh nhận ơn tha thứ của Người và ân sủng để lớn lên trong sự thánh thiện. Trong bí tích sức dầu bệnh nhân, chúng ta chứng kiến sự hiện diện đầy lòng trắc ẩn của Chúa Kitô trong những lúc bệnh tật hoặc đau khổ. Nhờ bí tích này, các bệnh nhân được củng cố,
cả về tinh thần và thể chất khi họ kết hợp những đau khổ của họ với những đau khổ của Chúa Kitô. Đó là một bí tích chữa lành, mang lại niềm an ủi, bình an và sự bảo đảm về sự chăm sóc yêu thương của Thiên Chúa, ngay cả giữa những hoàn cảnh thử thách. Các bí tích truyền chức thánh và hôn phối là các bí tích phục vụ và ơn gọi. Thông qua các chức thánh, nam giới được phong chức phó tế, linh mục và giám mục để phục vụ giáo hội và chăn dắt dân Chúa. Trong hôn nhân, một người nam và một người nữ tham gia vào một giao ước thiêng liêng, phản ánh tình yêu của Chúa Kitô dành cho giáo hội của Ngài. Cả hai bí tích này trao quyền cho các cá nhân sống theo ơn gọi độc nhất của họ và tham gia vào cuộc sống phong phú của Chúa Kitô thông qua sự phục vụ tận tụy và tình yêu tự hiến của họ. Các bạn thân mến, các bí tích không chỉ là nghi thức hay biểu tượng, chúng là những kênh ân sủng giúp chúng ta có thể dự phần trọn vẹn vào cuộc sống sung mãn mà Chúa Giêsu ban tặng. Nhờ đời sống bí tích của giáo hội, chúng ta được chính Chúa Kitô liên tục nuôi dưỡng, củng cố và biến đổi. Chúng ta hãy trân trọng và tích cực tham dự các bí tích để chúng uốn nắn và hun đúc chúng ta thành những môn đệ trung thành, những người chiếu tỏa sự sống dồi dào của Chúa Kitô cho thế giới. Xin cho chúng con đến gần Ngài, gặp được ân sủng của Ngài và đón nhận sự sung mãn.